Con heo này ăn xe xỉ, bình thường mình nuôi hay cho ăn cám thôi, một tuần sẽ cho ăn từ 2 đến 3 bữa là ăn bo bo như thế này. Này là nuôi không oxy không gì hết này, nên là anh em nào mà mới tập nuôi hay nuôi ngoài trời thì cá này rất là khỏe, giờ nuôi rất là ok luôn.